Phương Chi và Thu Thảo xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Chào Thu Thảo. Chào chị Phương Chi. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay là những tin tức địa phương và sau đó là chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hai người bệnh nhân mắc bệnh HIV tạo nhiều ngạc nhiên sau khi điều trị ghép tủy xương đã làm biến mất virus HIV. Kính thưa quý vị, trong buổi họp hội nghị quốc tế về HIV trong năm nay, thì các nhà nghiên cứu đã trình bày một sự nhận xét bất ngờ khi hai người bệnh nhân từ thành phố Boston mắc bệnh HIV. Trong quá trình điều trị bằng bệnh ung thư bạch huyết bằng phương pháp ghép tủy xương đã chữa bệnh HIV, các bác sĩ tại Bệnh viện Brigham and Women's Hospital tại thành phố Boston đã theo dõi hai bệnh nhân này và đã không tìm thấy dấu vết của virus HIV sau 8 tháng ghép tủy xương. Một số bác sĩ cảnh báo cần phải theo dõi hai người bệnh nhân qua một thời gian lâu dài nữa để xem thử bệnh HIV có tái phát khi họ không uống thuốc điều trị HIV không. Phương pháp cấy ghép tủy xương rất phức tạp, tốn kém lệ phí, đồng thời có thể dẫn đến tử vong, nên các bác sĩ cho biết là điều trị HIV qua ghép tủy xương vẫn còn phải nghiên cứu nhiều hơn. Thống đốc Deville Patrick đề nghị thành phố Richmond sửa các ổ rà trên đường tư gia của ông. Tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh WBZ, ông thống đốc của Deville Patrick cho biết là khi thành phố Richmond biết về việc nhắc về phu nhân của Michelle Obama sẽ viếng thăm tư gia của ông tại Richmond và thuộc về phía tây của tiểu bang Massachusetts và thành phố mà ông đã gọi để xem thành phố có thể làm gì để cùng hoan nghênh đệ nhất phu nhân. Thống đốc Deville Patrick đã cho biết là điều đầu tiên mà ông nghĩ đến đó là yêu cầu thành phố Richmond sửa lại các ổ gà trên đường tư gia của ông. Và trong cuộc phỏng vấn, ông đã phát bỏ các việc nhân viên của các văn phòng đã yêu cầu việc này. Bà đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ viếng thăm tiểu bang Massachusetts vào ngày tháng 3, tháng 8 nhằm để vận động tài chính tranh cử cho ông Tổng thống Obama và tại tư gia của thống đốc Deville Patrick với giá vé là 20.000 Mỹ Kim cho mỗi đầu người. Một cặp vợ chồng tại tiểu bang Vermont tặng 1 triệu Mỹ Kim để nghiên cứu triệu chứng rối loạn nhịp tim. Tin từ Burlington, Vermont. Kính thưa quý vị, bệnh rối loạn nhịp tim thường được gọi là atrial fibrillations, phát hiện khi tim mạch loạn nhịp, bắt đầu bóp một cách nhanh chóng và hỗn loạn, thường ảnh hưởng hơn 5.5 triệu người dân Hoa Kỳ mỗi năm. Những dấu hiệu của triệu chứng rối loạn nhịp tim là mạch đập rất khác thường. Các bệnh nhân sẽ cảm thấy mạch đập nhanh cực kỳ bên trong lồng ngực, thở đứt quãng, dễ mệt mỏi khi hoạt động, cảm thấy ngất xỉu, chóng mặt và choáng váng. Cách điều trị rối loạn nhịp tim bao gồm thuốc điều trị hòa mạch đập và điều chỉnh tần số của tim. Nếu thuốc không có hiệu quả thì cần phải trải qua phẫu thuật ablation, một phương pháp cắt bỏ chỗ có nguồn điện dẫn truyền bất thường. Ông bà Tom và Mary Eslin thuộc tiểu bang Vermont đã từng điều trị bệnh tim tại bệnh viện Fletcher Allen Healthcare tại thành phố Burlington và muốn đóng góp một phần để nâng cao nghiên cứu bệnh rối loạn nhịp tim. Khi không điều trị có thể dẫn đến bệnh đột quỵ khi máu động lại trong mạch tim và có thể dẫn đến não làm nghẽn mạch máu. Hân hạnh giới thiệu chương trình Đại Nhạc Hội kỷ niệm 6 năm thành lập của SBTN Boston được tổ chức tại Đại Hí Viện Charles Valier nằm ở Medford, tiểu bang Massachusetts vào ngày 1 tháng 9 năm 2012 dưới sự bảo trợ của SBTN California và Trung tâm Asia. Chương trình Đại Nhạc Hội năm nay có sự góp mặt đặc biệt của nhạc sĩ Trúc Hồ, Diệu Quyên, MC Đỗ Tân Khoa và Ngọc Đan Thanh, cùng với sự hiện diện của Nguyên Khang, Andy Watt, Nguyễn Hồng Nhung, Hoàng Anh Thư, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Linda Châu, Lê Anh Quân, Mai Thanh Sơn, Diễm Liên, Thiên Kim, Huỳnh Phi Tiễn, Lâm Thúy Vân, Quốc Khanh, Quang Minh và Hồng Đào, cùng với ban nhạc của Trung tâm Asia. Chương trình Đại Nhạc Hội lần này của đài truyền hình SBTN Boston phải nói là lớn nhất từ trước đến nay, với dàn âm thanh tuyệt hảo, thiết bị ánh sáng rất hiện đại, tối tân và đầy hứa hẹn với nhiều ngạc nhiên, thích thú. Đặc biệt, nhóm kịch Quang Minh Hồng Đào sẽ mang đến cho quý vị những giây phút vui tươi, thoải mái. Có chỗ đậu xe miễn phí, có bán thức ăn và nước uống. Chúng tôi cũng có chỗ trống dành riêng wheelchair cho người khuyết tật. Vé có bán tại Maxim Pharmacy, Lee Story, Fun Tea Coffee, Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ, Mỹ Xuyên Gift Shop nằm tại Dorchester, Anh Trí Hải Âu ở Medford, Sài Gòn Market ở Randolph, Phương Thảo Video ở Everett, Hương Xuân ở Lô, Như Ngọc Video và Phong Phú Video tại Worcester. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phạm Kim Liên 508-697-3753 hoặc ông Nguyễn Văn Hội 617-361-5762. Chương trình được sự bảo trợ bởi Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng New England.
chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc Tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Vaccine Pharmacy, nhà thuốc Tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, v.v. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Phở Lê mới khai trương tại Dorchester. Xin đừng quên hệ thống phở Lê nổi tiếng thơm ngon. Đặc biệt cơm hến, cá nướng, da giòn, bò bảy món, vân vân. Phở Đa Cao, đặc biệt không thể quên với phở bò độc đáo và các món ăn khác. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Tiệm phở Á Đông mới mở tại Brockton. Nơi đây có đầy đủ món ăn Việt Nam với đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm. Và đây cũng là tiệm phở đầu tiên tại Brockton và Easton. Tiệm vàng Hoàng Mỹ nằm trên đường Dorchester với uy tín trong nhiều năm qua. Chúng tôi có rất nhiều kiểu mẫu nữ trang tuyệt sắc, hợp thời trang cưới hỏi cũng như fashion với giá phải chăng. Metropolitan Dental Center chuyên khám, trám và làm sạch răng cho người lớn, trẻ em, nhận đủ các loại bảo hiểm. Văn phòng được nằm trên đường Dorchester. Trung tâm chấn thương chỉnh hình do bác sĩ Hàn Thanh Lâm làm chủ, đặc biệt chữa trị về tai nạn xe cộ. Bên cạnh đó, chúng tôi có hợp tác với luật sư nổi tiếng nếu cần sự giúp đỡ. Văn phòng được tọa lạc trên đường Dorchester. Muốn có những món ăn ngon hàng ngày, hãy đến AC Farm Market nằm trên con đường Dorchester. Tại đây có nhiều rau quả xanh tươi, rẻ không ai bằng và cũng có gạo nàng thơm chợ đào. Boston Autotech chuyên sửa cũng như chuẩn đoán bình xe Âu, Mỹ với thợ Việt Nam nhiều năm kinh nghiệm hành nghề. Ân cần, uy tín và bảo đảm không ai bằng, nằm trên đường Dorchester, địa điểm hết sức thuận lợi. Tiệm phở Boston tại Connecticut đã có trên 13 năm hành nghề, đặc biệt là phở sa tế do chính đầu bếp chuyên nghiệp pha sa tế mà không có chỗ nào có được. Tiệm được báo chí Mỹ đăng tải suốt 7 năm qua. Spa Depot và Accessory là trung tâm chuyên cung cấp và bảo trì các loại ghế spa, massage. Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận an toàn và chất lượng luôn đi cùng với sự phát triển công nghệ thời đại, được tọa lạc tại Dorchester và Worcester. Biovigilance DMD chuyên về răng, tại đây đặc biệt có máy Ceric, bọc răng tại chỗ mà quý vị không cần phải chờ đợi lâu. Chúng tôi nhận đủ các loại bảo hiểm và cũng có nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý vị. Văn phòng tọa lạc tại Brockton. Hãy đến Vinamart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Vinamart 617-288-8999. Vinamart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư. Bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959.